Mận đầu mùa ấy tôi lấy vào đã 5.000 một lạng rồi đấy. Ông đi ông bán 10.000 một lạng cho tôi. Ồ thế mận đầu mùa đắt nhỉ bà nhỉ? Bà bảo tôi bán tận 10.000 cơ. Lãi tận gấp đôi cơ bà. Hả? Đúng là cái ông này. Mận giờ đang đầu mùa thì ít người bán thì tôi bảo ông đi bán thì nó cũng mới có lãi. Ông không biết cái gì cả. Bà cho tôi mở hàng một quả nhé. Đúng là mận đầu mùa vậy. Ăn nó cứ giòn sần sật ra lại còn có cả vị chua lại còn cả vị ngọt nữa. Hả? Đấy mà mồm ông là mồm hay ăn, có khi ông mở hàng lại đắt hàng đấy. Mà tôi dặn đây này, ông đi bán hàng ấy thì ông phải chào mời khách nhiệt tình, là nài nỉ rồi là chèo kéo vào. Mà cần thiết thì ông cho người ta ăn thử thấy ngon người ta mới mua. Thôi được rồi, bà cứ ở nhà nhé, bà ở nhà mà đợi tin vui mừng của tôi nhé. Tôi đi bán tí hết chỗ này, chả nghĩa lại thất bại suốt. Thôi, tôi đi. Ai mua mận nè? Mận Sơn La nào, ai mua mận nào? Ai mua mận nè? Mận này là mận Sơn La. Mận ngon nhập vào bán 5 bán 10. Ai mua mận nào? Ai mua mận nào? Ai mua mận đây, mận Sơn La nào? Hả? Ai mua mận đây? Ơi cháu ơi, mua bác yên mận. Thôi cháu không mua đâu. Ôi này, cháu ơi, mua ủng hộ cho bác yên mận. Thôi cháu bận lắm, cháu không mua đâu. Khổ lắm, đi thì quay lại đây ngồi. Cứ ngồi đây bác bảo cái này, đi ngồi đấy. Ngồi đấy bác bảo cái này. Rồi tôi. Nào, thế bác bảo gì cháu? Này, bây giờ bác bảo thế này nhé. Cháu cứ ăn thử đi. Ăn thử ngon thì mua ủng hộ cho bác nhé. Đâu, thì cháu ăn thử xem nào. Đấy, cháu thấy mận nhà bác ngon không? Mận đầu mùa, ngon đấy bác ạ. Ừ. Nhưng mà cháu ấy không mang tiền đây. Thôi cháu đi kia tí, cháu quay lại cháu mua. Hả? Ừ. Thế tí nữa quay ra mua ủng hộ cho bác nhá. Alo, bà nó đây à? Đấy thì tôi nghe lời bà này, tôi mời chào khách nhiệt tình rồi chèo kéo rồi nài nỉ các kiểu. Đấy rồi tôi cho người ta ăn thử rồi đấy. Đấy, ăn thử người ta khen ngon bà. Thế người ta khen ngon người ta hẹn là chốc nữa người ta quay về người ta lấy tiền người ta quay ra người ta mua bà. Ừ. Đấy. Thế người ta khen mận nhà mình ngon lắm. Ừ nhá. Ừ. Ê, mua mận nào, mận Sơn La lên. Mận này là mận trên cây, trồng lên vợ hái gật đầu khen ngon. Ê, mua mận Sơn La nào, mận tím Sơn La đây, trồng chan vợ húp mận tím Sơn La nào. Ai, cháu ơi, mua mận cho bác đi. Cháu không mua đâu. Ok cháu ơi, mua cho bác yên mận. Cháu ơi, mua cho bác yên mận đi cháu. Đi, mua cho bác yên mận.
mà cứ trèo kéo này nhìn này thì cháu làm gì nhỉ? Cháu đã bảo cháu không mua đâu. Mận Sơn La thì bác ấy mua ủng hộ cho bác ít đi nào. Hả? Ăn thôi. Vào để nói chuyện cùng bác đi. Nào thì mua ủng hộ cho bác ít đi. Cháu đã bảo cháu không mua mà lại. Ôi giời. Trời. Này cháu hơi bị bực mình bác rồi đấy. Cháu đã bảo cháu không mua là không mua rồi còn. Khổ lắm nhỉ, mận Sơn La nhỉ bác, nó ăn nó vừa ngọt này vừa vị chua, ăn ngon lắm. À, như này nhá, bác bảo cháu như này. Cháu ăn thử đi nhá. Ăn thử này, nếu mà ngon thì mua, không ngon thì thôi. Đương nhiên là bác bán hàng rất chi là đơn giản. Đi, ăn thử đi cháu. Bác bảo cháu ăn thử đi nhá. Ăn thử đi, ngon thì mua, không ngon thì thôi. Bác bán hàng dễ lắm. Đấy, cháu thấy mận nhà bác có ngon không? Cháu chưa thấy ngon đâu. Chưa thấy ngon thì thôi, bác có bắt cháu mua đâu, đúng không? Đấy. Thôi cháu đi đi, bác đơn giản. Còn mỗi quả ăn mẹ nhìn ngứa cả mặt.